Thì hay. Trường sinh, bắt đầu từ ngày mai, ngày nào chúng tôi cũng sẽ mua đậu hũ tiệm nhà cậu. Cậu hãy giao đậu hũ tươi ngon nhất đến nhà chúng tôi mỗi ngày. Nào, cạn ly đi, cạn ly đi mẹ. Nào, cạn ly, cạn ly. Hay quá, đúng là hay thật. Ngày nào mình cũng có thể nhìn thấy cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của Như Ý rồi. Như Ý, bây giờ anh được nhìn thấy em hạnh phúc vui vẻ như vậy, anh thật sự rất vui mừng. Anh vui mừng lắm. Chào lão gia. Lão gia, hôm nay nhìn thấy lão gia vui như vậy, chắc là hôm qua uống say lắm phải không? Đúng vậy, hôm qua tôi rất vui. Lão gia, nhìn thấy gia đình lão gia đoàn tụ, tôi cũng vui mừng cho lão gia. Đại tiểu thư, họ dậy chưa? Hồi lão gia nhìn kìa, đại tiểu thư đợi lão gia ở ngoài cửa rồi. Ba, chào ba. Như Ý đến đây thỉnh an ba, mau qua đây, qua đây. Vào đây đi, đã về nhà mình rồi, tại sao con còn khách sáo như vậy? Qua đây. Sao vậy? Sao con dậy sớm thế? Có phải chỗ ngủ không quen không? Không phải, tại vì Như Ý có chuyện gấp muốn bẩm báo cho nên. Có phải con đến đây để nói với ba về chuyện đổi phòng với mẹ chồng con không? Sao ba biết? Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ba, ba, con đưa ra quyết định này làm gì? Con không cần giải thích với ba. Con làm rất tốt, làm rất đúng. Ba ủng hộ con. Cảm ơn ba, cảm ơn ba. Con còn sợ con đưa ra quyết định này, ba sẽ nghĩ con đã phụ lòng mẹ. Không, nhìn thấy con hiếu thảo với mẹ chồng như vậy, ba cảm thấy vui mừng còn chưa kịp mà, sao lại trách con được? Bà Lâm nuôi nấng con khôn lớn, con dạy bảo con hiểu chuyện như vậy. Bây giờ con hiếu thảo với mẹ chồng, tức là đã thay ba đền đáp ân tình của bà ấy. Nếu mẹ con còn sống, biết con làm như vậy, bà ấy nhất định rất vui. Không trách con đâu. Ba, Như Ý, đây là chút tâm ý, cầm lấy đi. Ba, con không thể nhận tiền này. Ba, không nhiều đâu, không nhiều đâu, con hãy nhận đi. Ba, trước đó ba đã mất một khoản tiền mua lại nhà họ Lâm cho tụi con rồi. Để căn nhà đó thật sự thuộc về nhà họ Lâm, ba đã bỏ ra rất nhiều tiền. Cho con ân huệ lớn như vậy, làm sao con còn dám nhận tiền của ba nữa? Không được, không được. Như Ý, ba nợ con tình thương của một người cha 20 mấy năm rồi. Số tiền nhỏ này làm sao có thể bù đắp lại? Ba, bây giờ con ở đây không phải lo cái ăn cái mặc, thật ra không cần xài tiền. Ba cho con số tiền này là để cho con dùng trong lúc cần thiết. Kêu con nhận thì con hãy nhận đi, cầm lấy đi. Ba, vậy con nhận thì ba giận đó. Cảm ơn ba. Như vậy mới được, như vậy mới ngoan. Huệ Từ với Niệm Tổ, tụi nó cũng vậy rồi phải không? Hai đứa nó dậy lâu lắm rồi, lát nữa sẽ qua đây thỉnh an ba. Không cần đâu, mọi chuyện miễn hết. Kêu tụi nó mau thay đồ mới đi. Hôm nay ba sẽ đưa tụi nó đi dạo phố, mua những thứ tụi nó thích. Con cũng chuẩn bị đi. Không cần đâu ba, không cần đâu. Đi 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 đi.
Được rồi. Này, Như Ý à, con nhớ kêu cả mẹ chồng con nữa nha. Cảm ơn ý tốt của ba. Mẹ chồng con, con không cần từ chối giùm mẹ chồng con. Ba sẽ nói với bà ấy. Dạ. Vậy con qua đó trước. Được được. Ba. 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 Con chào ba. Chào chào chào. Ba, con với Sảo Sương qua đây thỉnh an ba. Ba, đây là trà chính tay con pha cho ba. Ba uống thử đi. Được được được. Sau khi kết hôn đúng là có khác. Nào, chúng ta ngồi đi. Chí Khiêm, sau khi cưới vợ chắc là sẽ hiểu chuyện hơn. Sau khi thành gia thất thì phải lập nghiệp. Sau này con nên để tâm đến chuyện mua bán ở Dương Hãn. Chuyện vẽ tranh không hợp với thực tế, sau này đừng chạm đến nữa. Dạ, thưa ba. Sảo Sương, con phải thay bà quản thúc Chí Khiêm mới được. Dạ, con biết rồi ba. Chí Khiêm, sau khi kết hôn con muốn đi đâu để hưởng tuần trăng mật không? Còn ba, lát nữa ba sẽ cùng với chị con và các cháu ra ngoài dạo phố. Chị Khiêm, bây giờ chị con nếp về nhà, con cũng phải dành thời gian cho chị đó. Được rồi ba. Vậy ba, tối nay tụi con lại qua đây thỉnh an ba nha. Được, các con làm việc của các con đi. Cảm ơn ba. Đi nào. Lão gia, đại tiểu thư họ chuẩn bị xong rồi, đang đợi lão gia ở trước cổng. Được, ta sẽ ra ngay. Này, Thịnh Long, anh nhớ để mắt đến nhà cửa nha. Lão gia yên tâm, tôi biết rồi. Vui không nào? Vui lắm. Ông ngoại sẽ dùng xe hơi đưa các con đi dạo phố. Hay quá. Nhìn lại cổ áo của con kìa, vẫn chưa ngay ngắn. Để bà chỉnh lại. Bộ đồ này đẹp thật. Mẹ. Huệ Từ, Niệm Tổ, ông ngoại, chào ông ngoại. Chào Lưu lão gia. Chào bà. Chào bà Lâm. Bà Lâm à, đã nói là cùng nhau đi dạo phố mà, tại sao bà còn mặc bộ đồ giải thô này? Thôi đi thôi đi. Mọi người đi đi. Tôi còn có việc phải làm. Chuyện là như vậy, Lưu lão gia, trước khi chúng tôi dọn đến đây, tôi nói với Như Ý rồi. Tuy tiệm bánh Lâm Ký đã đóng cửa, nhưng không thể không giao bánh cho khách hàng quen thuộc. Hơn nữa, làm bánh giao bánh là sở thích của tôi. Tôi không thể vì tôi đã ở đây thì có thể ơ không, không làm việc gì cả. Kể ra Lưu lão gia, tôi phải cảm ơn lão gia. Lão gia đã mua lại căn nhà đó cho chúng tôi, để cho tôi có chỗ để xay bột làm bánh. Với tôi mà nói, đây là ân tình lớn lao hơn hết. Trời ơi, điều đó không là gì cả. Bà thấy không? Bây giờ bà với Như Ý đã đến ở nhà tôi rồi. Bà nên hưởng phước mới đúng. Trời ơi, không được, không được. Không được đâu. Bộ xương già của tôi nếu nhàn rỗi thì sẽ sinh bệnh. Hơn nữa, số khách hàng đó cũng đã được mấy chục năm. Họ chỉ thích ăn bánh ngọc đai tôi làm. Tôi cũng nói với họ rồi, cách hai ngày tôi sẽ giao bánh cho họ một lần. Coi như cảm ơn họ đã chiếu cố gia đình tôi trong mấy chục năm qua. Hiếm có, hiếm có.
Nghe bà nói như vậy, Lưu Mộ thật sự rất khâm phục bà. Như Ý, con có một bà mẹ chồng tốt như vậy, bà vui mừng cho con lắm. Mẹ, ý của ba con muốn nói, kêu con hiếu thảo với mẹ. Cảm ơn mẹ đó. Như Ý, con không cần nghĩ đến chuyện chăm sóc mẹ đâu. Con có thể đoàn tụ với ba con. Người làm con như con phải làm tròn bổn phận trách nhiệm. Sức khỏe của ba con không được tốt lắm. Con là con gái thì con phải... Mẹ à, con biết rồi. Con biết mà. Được rồi, tôi không nói chuyện với mọi người nữa. Tôi phải về đó làm bánh ngọt đai đây. Tạm biệt. Tạm biệt ba, tạm biệt bà nội, tạm biệt mẹ. Để ông xem nào. Quệ Từ, trời ơi, Niệm Tổ, cái mặt đẹp như vậy sao? Hôm nay ông ngoại sẽ đưa các cháu đi dạo phố được không? Dạ được. Hay quá. Đi thôi. Văn Tường à, bây giờ con có thể yên tâm rồi. Như Ý đã về nhà họ Lưu, mọi chuyện đều tốt đẹp hơn chúng ta đã nghĩ. Lưu lão gia đối xử nó rất tốt, đối với hai đứa nhỏ cũng rất tốt. Trước đây vì muốn giữ lại căn nhà này, bà đã chịu nhiều cực khổ rồi. Bây giờ thì không cần lo lắng nữa. Lưu lão gia giải quyết hết cho chúng ta. Bây giờ mẹ có thể yên tâm trở về đây làm bánh. Mọi chuyện đều phải cảm tạ ân tình của Lưu lão gia. Như Ý có thân thế tốt như vậy, Văn Tường, nếu con nhìn thấy, con nhất định cũng rất vui mừng. Thật ra Cẩm Tú Cát đó có gì tốt nào? Mình phải đến xem mới được. Này, Sáu Sương, anh kêu cái gì? Em không bị điếc mà. Đi, chúng ta về phòng vẽ tranh đi. Trong lòng anh chỉ có vẽ tranh thôi. Vừa rồi ba đã nói anh phải đi tuần trăng mật với em. Thật ra trong lòng anh có em không vậy? Được rồi. Em nó muốn đi đâu? Bây giờ chúng ta sẽ đi được chưa? Em không muốn đi đâu nữa. Không đi hả? Không đi cũng tốt. Vậy thì em mới làm người mẫu cho anh, để anh về phòng vẽ em. Vừa rồi ba anh nói với em, kêu em phải quản thúc anh, không cho anh vẽ tranh, muốn anh phải học cách mua bán. Trời ơi, ở Dương Hãng đó có em quản lý tốt như vậy, tại sao còn muốn anh xem vào? Đi, trong lúc ba ra ngoài với chị, anh có thêm thời gian để vẽ tranh rồi. Chị của anh. Bây giờ trong lòng ba anh chỉ có chị anh thôi. Vậy mà anh còn vui được nữa sao? Tại sao anh không vui được? Anh vui mừng còn không kịp nữa mà. Em thấy không, chị vừa mới về nhà, ba anh đi với chị, điều này có gì không tốt? Với anh mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt, còn với em thì không. Hôm đó ba anh không nói tới chúng ta vài câu thì đã đi qua bàn của chị. Thật ra trong lòng ông ấy có đứa con dâu này không? Đúng là tức chết đi được. Sáu Sương, con phố này đông vui thật. Đúng vậy, các con nhìn đi, rất nhiều người qua lại. Đúng vậy. Ba mệt không? Hay là qua tiệm trà bên kia ngồi nghỉ đi. Ông ngoại, nhìn bên kia kìa. Đi thêm một lát đi. Ông ngoại, lát nữa đi thả diều với tụi con nha. Được. Niệm Tổ, con qua đi, cẩn thận, đừng đi lung tung, coi chừng xe đó. Ông ngoại, cháu nhìn kìa, để ông lau mồ hôi cho cháu. Ông ngoại, qua đi nhanh lên. Niệm Tổ, cẩn thận đấy. Ông ngoại, cảm ơn ông đã mua quà cho tụi con. Thả diều đi.
Chào mợ hai. Mợ hai, chỗ này không được vào đâu. Hiện giờ bà Lâm đang ở đây. Cái gì mà bà Lâm? Không phải gọi là đại tiểu thơ sao? Mợ hiểu lầm rồi. Bây giờ đại tiểu thơ không phải ở đây. Mẹ chồng tiểu thơ đang ở đây đó. Cô nói cái gì? Mẹ chồng hả? Ý cô muốn nói bà lão họ Lâm đang ở đây à? Mợ hai, mợ không được gọi bà ấy như vậy. Nếu để lão gia biết. Cái gì mà lão gia? Đừng đem lão gia ra dọa tôi. Tôi phải về trong xem thử để xem phòng này có gì lạ. Mợ hai, xin mợ đừng làm khó người làm kẻ dưới chúng tôi. Hay là đợi đại tiểu thư về mợ mới về xem đi. Tôi kêu cô tránh ra thì cô hãy tránh ra. Mợ hai, mợ hai à, mợ ra ngoài trước đi. Nếu để lão gia biết sẽ giận đó. Phòng này đẹp như vậy sao? Mợ hai, mợ hai, phòng đẹp như thế này mà không cho tôi ở, để cho bà lão họ Lâm đã ở sao? Cô nói đi, tôi gả đến nhà họ Lưu được xem là người như thế nào? Tôi là gì nè? Mợ hai mà đừng như vậy, ra ngoài mới nói đi. Nếu không lão gia sẽ... Tôi nói tôi không đi thì không đi. Lạ thật. Chúng tôi họ Lưu, họ họ Lâm, tôi phải nói lý lẽ để xem đạo lý đứng về phía nào. Mợ hai, tôi xin mợ, có chuyện gì ra ngoài mới nói được không? Ra ngoài trước đi. Cô đừng ngăn cản tôi. Mợ, cô làm gì vậy? Cô như vậy là... Mợ hai, sao mở đây? Chúng ta ra ngoài trước đi. Phòng này lão gia đã cho đại tiểu thơ rồi. Nếu mợ còn giận dữ ở đây, không có lợi gì cho mợ đâu. Này, chuyện này tuyệt đối đừng để lão gia biết nha. Hiểu chưa? Mợ hai, mợ hai, tại sao mợ phải làm như vậy hả? Tôi không phục, thật sự là không phục. Hôm qua trong buổi tiệc, ba lạnh nhạt với tôi thì không nói đi. Sáng nay vì mới thức dậy thì đã đưa nhà họ Lâm đi dạo phố, không hề hỏi cô dâu này muốn gì cả. Được, những điều này tôi nhịn được. Nhưng phòng tốt như vậy để ở đó không cho tôi ở, nhất định phải để cho một người ngoài ở. Ông nói đi, ông có thể không oán hận không? Mợ hai, lão gia làm như vậy là có lý do của lão gia. Mợ phải hiểu cho lão gia mới được. Hiểu à? Có gì mà phải hiểu? Vậy ai sẽ hiểu cho tôi? Ai sẽ hiểu cho cảm nhận làm con dâu mới như tôi? Mợ, mợ nói cũng có lý. Nhưng còn nhân nhị gì nữa? Tôi là con dâu nhà họ Lâm, cứ hỏi đàng hoàng. Nhà họ Lưu có điều tốt đẹp, tại sao không thể cho tôi? Tại sao không có phần của tôi? Bà lão họ Lâm đó là cái thá gì? Trong tâm trí của ba Chí Khiêm, tôi với anh ấy không thể sánh bằng Lâm Như Ý thì không nói đi. Tại sao ngay cả người ngoài như bà lão họ Lâm chúng tôi cũng không sánh bằng chứ? Người ta là đại ân nhân đã nuôi nấng con gái trong lúc lão gia tồi tệ nhất, nương tựa vào nhau cho đến bây giờ. Còn mợ, mợ chỉ là người mới bước vào nhà này ngày đầu tiên, vậy mà đã công khai tranh giành với họ. Có cần như vậy không? Mợ nói đi, mợ làm như vậy, người phải chịu thiệt thòi cuối cùng sẽ là ai? Ông nói tôi phải làm thế nào đây? Mợ hãy kéo cậu chủ lại, đừng để cậu chủ mãi mê vẽ tranh. Nếu để cho lão gia biết chuyện này, đến lúc đó lão gia nổi giận, giao chuyện mua bán ở Dương Hãng cho đại tiểu thư quản lý. Lúc đó hai người thật sự sẽ rơi vào cảnh không còn gì đó. Vậy thôi đi, thôi đi. Có một số chuyện tôi không tiện nói. Với tình hình như ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy rồi, tôi thật sự cảm thấy ấm ức cho mợ. Nếu như cái gì? Mau nói đi. Điều này không thể cho bất cứ người nào biết. Nói đi, nói đi. Nếu như còn tiếp tục như vậy thì sẽ giống như tôi đã nói với mợ ngày hôm đó. Sau này ở nhà họ Lưu, mợ khó mà có được chỗ đứng. Mợ tự suy nghĩ lại đi. Đến rồi. Mẹ, mẹ,
Như ý, con đến rồi. May là mẹ vẫn chưa đi giao bánh, để con giúp mẹ. Nào, sao các vị cũng đến đây? Không phải đi mua sắm sao? Đi rồi, mua rồi, cũng đưa Huệ Từ niệm tổ đi học rồi. Ba nói ba muốn xem mẹ làm bánh như thế nào. Đúng vậy, đúng vậy. Điều này có gì mà xem? Nhà bếp này vừa buồn vừa nóng. Nếu ông vào đây, bảo đảm ông sẽ đổ 3 cân mồ hôi. Đổ mồ hôi thì có sao nè. Điều đáng để xem là tấm lòng không quên nguồn cội, nghĩ đến tình cũ của bà. Dù sao Như Ý cũng nhớ bà lắm, nên tôi mới qua đây thăm bà với nó. Tiếc là hôm nay tôi đã tắt lò. Nếu ông thật sự muốn xem, hôm khác đi. Bây giờ tôi phải đi giao bánh rồi. Để tôi. Không cần đâu. Chuyện giao bánh làm sao có thể để đại lão gia như ông làm được. Mau nói cho tôi biết, bánh này phải giao đến đâu? Ở gần đây chỗ nào cũng giao. Tôi đang định giao đến làng bên cạnh. Hôm nay đúng lúc xe của tôi rảnh rỗi, để tôi lấy xe giao bánh giùm bà được không? Không được đâu. Chuyện giao bánh nhỏ nhặt này làm sao có thể dùng xe Tây Dương của ông được? Lưu lão gia, ông không phải đang đùa với tôi chứ? Làm sao có thể đùa được? Chúng tôi nói với nhau rồi, hôm nay tôi sẽ ở lại với bà về Như Ý. Nào anh Phú, chuyển bánh đi. Dạ. Chuyện này để tôi tự làm lấy. Không sao đâu. Để tôi làm lấy cậu ạ. Để tôi tự làm. Lão gia nói như vậy rồi, bà để tôi chuyển giùm bà đi. Luôn tiện tôi có thể cảm ơn những khách hàng đã chiếu cố bà trong bao nhiêu năm qua mà. Đi thôi, cùng đi mẹ nha. Như Ý, con đến giúp một tay đi. Cẩn thận đi. Đến ngay. Nhìn kìa, xe hơi đó. Xe lớn thật, đẹp thật. Đúng vậy. Xe hơi kìa. Tiểu Học, con nhìn kìa, có một chiếc xe hơi đến đây. Con đến xem đi, mau gọi mọi người ra xem đi. Đúng rồi, đi. Chuyện hiếm lắm đó. Qua đây, đằng ở phía trước kìa. Chiếc xe hơi này lớn thật. Đây là cái gì vậy? Đẹp thật. Mau xem đi. Ngọc Xuân, bà Hỷ. Thì đó là bà hả? Tôi giao bánh đến cho bà đây. Cảm ơn. Bà Hỷ, chào bà. Như Ý đó hả? Trời ơi, bà nhìn kìa. Đây... Đây là chuyện như thế nào? Qua đây, để tôi giới thiệu với bà. Vị này là ông chủ Lưu của Dương Hãng Phú Điền, nổi tiếng nhất địa phương. Cũng là ba ruột đã thất lạc nhiều năm của Như Ý. Ông là... Đúng. Tôi là Lưu Bỉnh Hiền. Cảm ơn sự chiếu cố của các vị dành cho gia đình trong bao nhiêu năm qua. Cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm bẩn tay ông. Không sao. Như Ý, tôi nghe nói cô với ba cô nhìn nhau rồi. Hay lắm. Bà Hỷ vui mừng cho mọi người. Này Ngọc Xuân, bà với Như Ý bây giờ đã ở nhà họ Lưu hưởng phước, tại sao còn đích thân giao bánh đến đây? Làm cho tôi cảm thấy ngại lắm. Sau này bà đừng giao bánh nữa. Bà Hỷ, làm sao tôi có thể quên những khách hàng cũ như các vị? Trong lúc chúng tôi khó khăn nhất, khổ nhất, đều là các khách hàng trung thành như các vị ủng hộ chúng tôi từng miếng bánh, cho nên chúng tôi mới sống ngày hôm nay. Đừng khách sáo, tại vì bánh của bà ngon đó thôi. Mấy hôm nay trong lòng tôi luôn lo lắng. Tiệm bánh của bà đóng cửa rồi. Bọn trẻ trong làng không thể ăn được bánh của bà Xuân nữa. Sau này phải làm sao đây? Cho nên tôi mới nói không thể quên được tình nghĩa của các vị. Làm người không thể quên nguồn gốc, cũng không thể quên ơn mà. Trước đây làm bánh là để mưu sinh, bây giờ là trách nhiệm rồi. Dù sao tôi cũng sẽ tiếp tục làm bánh để đền đáp sự ủng hộ và chiếu cố của các khách hàng trung thành này. Hay quá. Cho nên
bà sẽ tiếp tục làm bánh phải không? Đúng vậy, tôi sẽ tiếp tục làm. Sau này tôi giao bánh đến đây, người trong làng này bất kể là ai, tôi đều giảm 20%. Hay quá, hay quá. Để cho mọi người đều được ăn bánh của tôi với giá rẻ. Được lắm. Như Ý, cô sửa soạn lên trông đẹp lắm. Còn không phải sao? Anh nhìn Như Ý đi, dù có xem thế nào Như Ý cũng giống hoàng hoa khuê nữ. Đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn Hương thân, xin lỗi nha. Hôm nay bỗng nhiên tôi có hứng kêu tài xế lái xe giúp bà Lâm giao bánh khắp nơi. Không ngờ đã kinh động đến mọi người. Tôi xin lỗi mọi người ở đây. Đừng khách sáo mà. Nhưng được đi chuyến này, tôi cảm thấy rất cảm động. Giả lại còn thấy rất xứng đáng. Lưu Mộ đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, đã nhìn thấu chuyện thương nhân, luôn đặt chữ lợi lên hàng đầu. Tôi chưa từng nhìn thấy chủ hàng và khách hàng như cái gì. Đôi bên lúc nào cũng ủng hộ và chăm sóc nhau. Thật là tình sâu nghĩa nặng. Hôm nay tôi đến đây, các vị đã dạy cho tôi một bài học quý báu. Mọi người đừng khách sáo, trên xe có bánh, mọi người qua đó lấy đi. Chúng ta qua lấy bánh đi, cho tôi một miếng lấy đi. Mau qua đi, qua bên đây nè. Qua đi, qua đây, qua đây đi. Sáu sư, em làm gì vậy? Em không cho anh vẽ tranh. Em làm gì vậy? Em không cho phép anh vẽ tranh. Em điên rồi sao? Người anh vẽ là em mà. Là em thì sao? Em đang sống sờ sợ trước mặt anh. Anh cũng không biết trân trọng. Anh trân trọng bức tranh rách nát này thì có lợi ích gì? Sao lại không có ích lợi? Mỗi một bức tranh của anh đều là báu vật vô giá. Báu vật vô giá phải không? Sau khi anh cưới em về nhà, em không đáng một xu rồi sao? Em bị người ta ăn hiếp đến chết, anh cũng không quan tâm phải không? Không ai ăn hiếp em mà. Bây giờ anh không chịu bỏ tranh để theo em về, tức là ăn hiếp em. Sáu sư, em như vậy là kiếm chuyện vô cớ, vô lý thật. Ai vô lý? Lưu Chí Khiêm. Em hận anh, em hận anh, em hận anh. Sáu Sương, Sáu Sương, em đừng đi. Sáu Sương, em nổi nóng như vậy để làm gì? Thật ra Chí Khiêm rất thích vẽ tranh, chuyện này em biết mà. Thật ra em cũng thưởng thức tài hoa của nó lắm mà. Tại sao bây giờ vừa mới kết hôn thì đã thay đổi rồi? Lúc này không như lúc trước. Lúc đó anh ấy là cậu chủ duy nhất của nhà họ Lưu. Dù không quan tâm đến sự nghiệp gia đình, anh ấy cũng là người thừa kế duy nhất. Bây giờ thì tốt rồi, bỗng nhiên xuất hiện chị hai gì đó. Bà anh ấy đã bỏ hết tâm trí lên người đó rồi. Anh nói đi, em lấy phải một người đàn ông như vậy, có phải em sẽ bị họ ăn hiếp đến chết không? Sảo sư, anh nói cho em biết. Nói, có gì mà nói. Bây giờ em chịu ấm ức như vậy. Nếu như Lâm Như Ý muốn nhẫn tâm hơn một chút, em với Chí Khiêm còn có chỗ đứng trong căn nhà này không? Không nghiêm trọng như vậy đâu. Anh, em nói cho em biết, bây giờ em đã gả đến nhà họ Lưu, tức là đã bước lên con thuyền nhà họ Lưu, anh hiểu không? Dù sao em cũng không thể ngốc đến nỗi để người ta lấn tụi em rơi xuống biển. Em à, đôi khi anh nghĩ sự việc không hề nghiêm trọng như vậy. Em thấy không, anh quen Như Ý thời gian lâu như vậy, anh luôn cảm thấy em ấy không phải là hạng người đó. Đó là vì anh thích cô ta nên anh mới nói như vậy. Được, nếu em thấy Như Ý chướng mắt như vậy, anh cũng không tiện nói gì với em nữa. Như vậy thì em càng phải giúp anh một tay, giúp anh cưới Như Ý về nhà họ Hàng. Tại sao em phải làm như vậy? Nếu em ấy thật sự như em đã nói, em ấy là một vai diễn nhẫn tâm, có thể dụ dỗ Lưu lão gia cho hết tài sản nhà họ Lưu, vậy thì anh cưới được một người đàn bà như vậy không phải có lợi cho nhà họ Hàng chúng ta sao? Điều này, ý kiến này rất có lợi cho chúng ta. Em nghĩ xem.
Như ý tìm được ba ruột của mình, chuyện này hay thật. Nhà họ Lưu đúng là rất giàu có. Căn nhà này thật sự rất có khí phái. Còn có người đứng gác ở trước cửa. Lát nữa gặp em ấy, mình nên gọi em ấy là Như Ý hay là Đại Tiểu Thơ đây? Xin hỏi anh tìm ai? Xin chào anh. Tôi đến đây để giao đậu hũ. Lưu lão gia kêu tôi giao đậu hũ đến đây mỗi ngày. Anh là trường sinh phải không? Lão gia căn dặn rồi. Mời. Dạ, cảm ơn. Xin chào. Xin chào. Trời ơi, ở đây giống mê cung. Còn nuôi cá nữa. Ở đây đúng là rất đẹp. Xin chào. Tìm đại tiểu thư của chúng tôi phải không? Không phải. Cũng được. Không phải. Tôi đến đây là để giao đậu hũ. Giao đậu hũ mà. Giao đậu hũ hả? Vậy không gặp đại tiểu thư chúng tôi phải không? Cô ấy, họ ra ngoài hết rồi. Sáng sớm nay lão già đưa cả nhà họ ra ngoài chơi rồi. Họ rất vui mừng, đặc biệt là lão già chúng tôi. Cười đến không thể khép miệng lại. Ra ngoài hết rồi. Cô vừa mới nói Lưu lão già vui mừng lắm phải không? Đúng vậy, mọi người đều rất vui mừng. Hay quá. Vậy thì hay quá. À, đúng rồi. Tôi nói cho cô biết, ở đây ngoài đậu hũ non ra còn có chế phẩm đậu và đậu hũ Huệ Từ niệm tổ thích ăn nhất. Tôi giao qua đây hết rồi, đều ở đây nè. Được rồi. Vậy tôi về trước nha. Cảm ơn anh, đi thông thả. Mẹ, đói rồi phải không? Muốn ăn gì nào? Ông ngoại sẽ kêu nhà bếp làm ngay. Con thích ăn sủi cảo, chị thích ăn trứng kho. Niệm tổ, em đừng nói bậy. Chị không kén ăn như em đâu. Ai nói vậy? Ai thích ăn gì em biết mà. Mẹ thích ăn trái cây, bà thì thích đậu hũ non, tàu hũ kỳ, đậu hũ sữa đậu nành, còn có tàu hũ ngọt. Trường Sinh, cậu đến rồi hả? Chú Trường Sinh ngoan lắm. Anh Trường Sinh, chào Lưu lão gia, tôi đến giao đậu hũ. Như đại tiểu thơ. Anh Trường Sinh, sao anh lại gọi em là đại tiểu thơ? Bây giờ em là thiên kim nhà họ Lưu, xưng hô em một tiếng đại tiểu thơ cũng là lẽ đương nhiên. Tuy bây giờ em đã ở trong trang viện lớn, nhưng em vẫn còn là Như Ý trước đây mà. Trong tâm trí em không có chút thay đổi gì. Hơn nữa, anh cũng còn là anh Trường Sinh có tình có nghĩa như anh em với em. Sau này đừng gọi em là đại tiểu thơ nữa, gọi em Như Ý được rồi. Như Ý nói đúng. Đừng vì thân phận của Như Ý bây giờ mà thay đổi cách xưng hô. Như vậy thì sẽ xa lạ lắm. Trường Sinh, sau này cậu đến đây, hãy xem đây là nhà của mình. Cậu đi Như Ý trước đây như thế nào thì hãy như thế nấy. Đừng nên chỉ là giao đậu hũ mới đến đây. Rảnh rỗi thường xuyên qua đây, tuyệt đối đừng khách sáo.
Đúng vậy, anh Trường Sinh, anh đừng khách sáo nữa. Đúng vậy, đại đại như ý. Hay quá, hay quá. Sau này ngày nào tụi con cũng có thể ăn đậu hũ của chú Trường Sinh giao đến rồi, còn được chơi đùa với chú Trường Sinh nữa. Đúng, cảm ơn ông ngoại. Ham chơi như vậy sao? Được rồi, bây giờ chú sẽ đưa hai con ra ngoài chơi. Đi, Quệ Từ, gọi cả bà Lâm cùng đi đi. Con mau xuống đi. Thả cao chút đi, thả cao chút đi. Nhanh lên, nhanh lên. Thả cao chút đi. Bay lên rồi. Cố lên, cố lên. Chú Trường Sinh, trước đây ba của tụi con cũng đưa tụi con đến đây chơi đó. Con với em con lâu lắm không được vui như vậy rồi. Bây giờ tụi con rất vui. Bay nào, bay nào. Bay lên nào. Không bắt được, không bắt được. Bà ơi, bà xem đi. Bà ăn gian. Bà không bắt được, không bắt được. Chạy từ từ thôi. Thả cao hơn đi, thả cao hơn đi. Bay lên rồi. Đúng rồi, thả cao hơn đi, thả cao hơn nữa. Bay lên rồi, cố lên, cố lên. Bay lên rồi, bay lên rồi. Con nhìn Niệm Tổ cười kìa. Như ý à, con... Chị đuổi theo em đi. Được, chị đuổi theo em đi. Như ý, con sao vậy? Như ý, mẹ lại nhớ Văn Tường hả? Nhìn thấy tụi nó chơi vui như vậy làm cho con nhớ, làm cho con nhớ lúc anh Văn Tường còn sống. Nếu bây giờ anh ấy vẫn còn sống thì hay biết mấy. Đúng vậy, mẹ cũng có suy nghĩ như con. Nếu hôm nay Văn Tường vẫn còn sống, vui chơi với tụi nó ở đây thì hay biết mấy. Mẹ, tại con không tốt, con có lỗi với anh Văn Tường. Vì gia đình này, anh ấy cực nhọc suốt ngày đêm, bị bệnh nặng cũng không nói cho chúng ta biết. Xin lỗi. Mỗi lần con nghĩ đến điều này thì con, thì con, Như ý, mẹ hiểu tâm trạng của con. Biết đâu đây là số mệnh của Văn Tường. Cái thằng này đúng là không có phước. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Chuyện sau này mới là quan trọng nhất. Trong mấy ngày nay, mẹ nhìn thấy ba con thương con như vậy, mẹ thật sự vui mừng cho con. Đặc biệt là trong lúc nhìn thấy hai đứa nó, Niệm Tổ và Quệ Từ, nhìn thấy hai đứa tuổi nó bây giờ chơi đùa vui vẻ như vậy, mẹ không biết phải cảm ơn ba con như thế nào. Nghe lời mẹ, con nhất định phải hiếu thảo với ba, trân trọng tình cảm ông ấy dành cho con. Con biết rồi. Đặc biệt là bây giờ sức khỏe ông ấy không được tốt, con phải quan tâm chăm sóc ông ấy nhiều hơn. Mẹ, con biết rồi. Bay lên rồi, bay lên rồi. Nhìn họ chơi đùa vui như thế nào kìa. Qua đây nghỉ một lát đi. Trường Sinh, con về rồi hả? Ngày thường con đi giao đậu hũ 1-2 tiếng đồng hồ thì đã về rồi. Tại sao hôm nay con đi giao lâu như vậy? Con đi đâu? Mẹ, con không phải đã về rồi sao? Trời ơi, đừng làm vẻ mặt tươi cười này với mẹ. Mẹ chỉ có đứa con yêu quý như con thôi. Con về muộn như vậy, mẹ có thể không lo lắng, không hồi hộp à? Nếu một mai con ra ngoài xảy ra chuyện gì, sau này mẹ phải làm sao? Mẹ, con nói cho mẹ biết, con đã lớn chuyện này rồi. Mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ về mặt xấu, đúng không? Không sao mà, không sao mà.
Cơm chưa nấu cơm chiều hả? Vậy để con ra nhà sau nhóm lửa giùm mẹ. Cái thằng này có phải trúng ta rồi không? Tại sao giống như trở thành một người khác vậy? Cười tươi như vậy nhất định có vấn đề. Bà ơi, chú Trường Sinh tốt thật. Nếu ngày nào cũng có thể đến đây chơi với tụi con thì hay biết mấy. Đứa trẻ này chỉ biết chơi thôi, không sợ gây phiền phức cho người ta sao? Bà ơi, không phiền phức đâu. Chú Trường Sinh còn chơi đùa vui hơn con với em đó. Nó cũng đúng. Chí Khiêm. Chị, mau chào cậu đi. Chào cậu, chào cậu. Thiếu gia Chí Khiêm. Dạ, bà Lâm. Chị, chào mọi người. Chào. Mẹ, mẹ đưa hai đứa nhỏ về tắm rửa trước đi. Lát nữa con sẽ về ngay. Được. Vậy con trò chuyện với nhau. Mẹ với tụi nó về trước nha. Đi nào. Tạm biệt. Chào cậu. Chào cậu. Xin chào. Chúng ta đi thôi. Lau mồ hôi thay đồ nha. Chí Khiêm, có phải em có chuyện gì không? Chị, em ngồi đi. Hình như em có tâm sự gì. Có phải có chuyện gì muốn chị giúp không? Nói cho chị biết đi, chị sẽ giúp em. Chị, chị qua đây với em một lát có được không? Em có cái này cho chị xem. Đó là gì mà thần bí như vậy? Đi theo em. Đi theo em thì chị sẽ biết. Tranh này chị cảm thấy bức tranh này thế nào? Đúng là rất đẹp. Người này có phải là Sảo Sương không? Em vẽ đẹp thật. Thật không chị? Chị không gạt em chứ? Sao chị lại gạt em? Ai vẽ vậy? Mau cho chị biết đi. Đúng là vẽ đến y như thật. Chị, tranh này là em vẽ đó. Em vẽ. Đúng vậy. Có phải em vẽ không? Đúng. Chị cũng thích tranh của em mà. Em vui mừng lắm. Chị không biết đâu. Sau khi Thịnh Long xem bức tranh của em, nói là em vẽ hay lắm đó. Nhưng em không tin. Gia Đông xem qua nói em là thiên tài. Em vẫn còn nghi ngờ. Bây giờ ngay cả chị cũng nói như vậy. Em thật sự rất vui mừng. Em vui mừng lắm. Chị, cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn chị nhiều lắm. Mà ngồi xuống đi. Em vui mừng lắm. Em thật sự rất vui mừng. Chị nói em vẽ rất đẹp. Em thật sự rất vui. Chỉ khi mà em đừng lúc nào cũng cảm ơn chị. Chị thật sự rất thích tranh em vẽ. Thật không? Nhưng cái gì? Nhưng ba không phải nghĩ như vậy đâu. Tranh của em ngay cả nhìn một cái ba cũng không nhìn. Thậm chí em vẽ bức nào thì ông xé bức đó. Vẽ một bức, xé một bức. Đúng vậy. Chị ạ, trên đời này điều em thích nhất chính là vẽ tranh. Em thật sự rất muốn được vẽ tiếp. Chị, em nói cho chị biết, trong thời gian qua lúc nào em cũng lén lút đến nhà Sảo Sương để vẽ. Chị, em xin chị có thể giúp em không? Em nghĩ chỉ có chị mới giúp được em trong chuyện này thôi. Chị à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
才是我此生。